Xin chào các bạn. Hôm nay Xuyến Chi sẽ giới thiệu với các bạn cách ủ phân hữu cơ để bón cho mùa nảy mầm của lan hoàng thảo sắp tới. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại phân hữu cơ. Có loại phân hữu cơ dạng viên nhập khẩu từ nước ngoài, ví dụ như là Rigor, phân gà, hoặc là một cái loại phân nữa mà hiện tại mình đang dùng. Đó là phân SAMGROW, xuất xứ từ Bỉ. Bên cạnh những cái phân hữu cơ viên này thì nhiều bạn dùng các loại phân dê, phân bò, phân trâu, vân vân. Thì hai cái phân hữu cơ này đều có tỷ lệ đạm lân kali là 433. Nếu bạn nào mà chưa quen mà chúng ta dùng ngay với cây lan thì dễ dẫn đến hiện tượng là đầu rễ bị thui. Nên hôm nay mình hướng dẫn những bạn nào chưa biết cái cách ủ những cái loại phân hữu cơ dạng viên này để chúng ta có thể dùng bón lan được tốt nhất. Cách thứ nhất, các bạn có thể dùng chế phẩm sinh học nấm đối kháng Trichoderma. Trichoderma là loại nấm sinh sản vô tính theo cấp số nhân. Nó sinh trưởng mạnh mẽ khi ở nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C và tồn tại trong môi trường thuận lợi khoảng 18 tháng. Nấm Trichoderma có thể bị hủy diệt dưới ánh nắng kéo dài trong 2 giờ với nhiệt độ cao hoặc là trời mưa nhiều ngày. Và khi ủ với Trichoderma thì chúng ta không nên trộn với vôi bột. Ở đây mình thực hiện ủ phân hữu cơ viên với 3 cách. Cách thứ nhất, nấm Trichoderma thì các bạn có thể trộn cái gói hỗn hợp đó với cái phân hữu cơ mà mình cần ủ. Cách thứ hai mình thực hiện ở đây là ủ với chế phẩm vi sinh IM2, tức là men thứ cấp được hoạt hóa từ chế phẩm vi sinh gốc IM1. Cái men thứ cấp IM2 thì nó gồm hơn 80 vi sinh vật có ích, gồm có vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn axit lactic, nấm men, rồi xạ khuẩn. Khi ủ và với bất cứ một cái sản phẩm kèm theo nào thì các bạn cũng nên để cái môi trường phân hữu cơ nó có cái độ ẩm thích hợp. Hiện tại là các cái viên phân của mình rất là khô. Chúng ta cần bổ sung thêm để cho cái phân hữu cơ này nó được ẩm hơn thì cái tác dụng khi ủ sẽ là tốt nhất. Cái EM2 này thì mình ủ với tỷ lệ là 500 ml tương ứng với 5 kg phân hữu cơ viên. Các bạn nhìn là cái men thứ cấp IM2 đấy nó dạng sánh vàng đỏ và có những cái lấm tấm bọt trắng ở trên, đó chính là một số các cái vi sinh vật. Khi trộn thì hỗn hợp vẫn còn khô nên là mình có thể cho thêm nước. Và hai cái phân hữu cơ viên này thì khi gặp nước nó đều tan ra. Nếu các bạn mà ủ khô thì cái tác dụng của nó sẽ kém hơn, nó phát huy sẽ kém. Các cái vi sinh vật hữu ích trong cái IM2 sẽ sinh sôi và phát triển, giúp chuyển hóa các chất hữu cơ từ dạng phức tạp sang dạng đơn giản hơn và giúp cây trồng dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng. Và khi dùng cái IM2 để ủ phân hữu cơ thì lần đầu tiên các bạn có thể dùng nguyên liệu là IM2, nhưng lần sau chúng ta có thể bớt lại một chút cái phân hữu cơ ủ lần 1 để làm cái chất ủ cho những lần sau mà không cần phải lấy IM2 nữa. Ngoài những cái loại phân hữu cơ viên thì trên thị trường có một cái loại phân bón rất tốt cho cây trồng, đó là phân dơi. Đây là phân bón tự nhiên nguyên chất,
Trên tay mình là một gói phân rơi của một công ty phân bón. Họ đóng gói 1 kg. Thành phần chính của phân rơi gồm có ure, axit uric, vitamin A, kali, lân và những chung vi lượng gồm có canxi, magie, rồi là sắt, đồng, mangan, kẽm vân vân. Với tỷ lệ đạm là 5%, tỷ lệ phospho oxit tức là tương ứng là lân đấy là 9%, kali là 2,19%, các hữu cơ là 8,67% và axit humic là 0,906%. Với cái tỷ lệ lân rất là cao là 9%, thì cái phân rơi này nó giúp bộ rễ phát triển mạnh mẽ và giúp cây trồng kháng bệnh rất là tốt. Thế cái việc ủ phân rơi thì mình cũng thực hiện tương tự như đối với các phân hữu cơ viên. Các bạn có thể mua phân rơi ngoài thị trường của những cái người người ta thu gom mà không nhất thiết phải mua cái phân của nhà máy. Tuy nhiên là mua được phân của những nhà máy phân bón người ta đóng gói thì sẽ tốt hơn. Mình cũng ủ với tỷ lệ là 500ml IM2 tương ứng với 5kg phân rơi. Cái phân rơi hiện tại thì nó cũng đã đủ ẩm ướt rồi, nhưng mà mình không cần phải cho thêm nước như là phân hữu cơ viên nữa, mà mình chỉ cần cho cái IM2 vào là xong. Nếu bạn nào mà chưa dùng cái phân rơi này thì chúng ta nên thử mua một lần và dùng để đối chứng với những loại phân bón khác. Và nếu như mình đưa ra cái nhận xét chủ quan thì nó lại cũng không hay lắm. Các bạn cứ thử nghiệm để so sánh với những phân khác trên thị trường. Đấy, các bạn nhìn ở IM2 là có những cái lấm tấm bọt trắng này. Đấy chính là các vi sinh vật nó nhân sinh ra trong cái quá trình mà mình ủ. Đây không phải là tất cả mà ở trong cái dung dịch nó cũng có. Đấy. Thì chúng ta cũng tưới đều cái IM2 này và trộn đều lên. Đây là cái phân dạng bột, không có cái dạng hạt như là các cái gói phân trước. Đấy, ngoài thiên nhiên thì chắc là nó cũng nhỏ như về và người ta đã xử lý để cho nó nát ra hết rồi. Khi tưới nước vào là nó hơi ướt, nhưng mà cũng không sao các bạn ạ. Ẩm và ướt thì càng làm cho cái tác dụng của IM2 nó phát huy được tốt nhất. Ngoài hai cái cách ủ trên thì chúng ta có thể ủ với cái nguyên liệu thứ ba, đó là vôi bột. Vôi bột thì có tác dụng điều chỉnh pH và sát khuẩn, ức chế và tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh, tiêu diệt côn trùng gây hại, phòng trừ nấm bệnh cho cây trồng, bảo vệ và kích thích bộ rễ phát triển, cung cấp thêm khoáng canxi cho cây trồng, hỗ trợ cây trồng hấp thu các dưỡng chất khác. Như các bạn đã biết là khi chúng ta mà bón cái phân có canxi thì giúp bộ rễ phân nhánh rất là đều đẹp. Trộn vôi với các loại phân hữu cơ thì mình cũng trộn tương ứng với tỷ lệ là 1 kg phân hữu cơ tương ứng với 100g vôi bột. Đấy, với hữu cơ viên mình cũng làm như vậy. Và đương nhiên với hữu cơ viên thì chúng ta sẽ làm ẩm cái phân bón đó trước. Sau đó chúng ta mới trộn vôi vào. Ở ngoài thị trường các bạn thấy họ bán những cái gói phân mà khô cong lên và cũng được ủ vôi. Thì mình không biết lúc ủ vôi là họ có xử lý ẩm không. Nhưng nếu mà ủ mà với cái độ khô ráo như vậy thì cái hiệu quả nó không cao. Chúng ta cũng trộn đều.
Mùa này là rất thích hợp để ủ phân hữu cơ, bởi vì ra ngoài Tết, tức là khoảng 2 tháng sau, thì chúng ta có đủ cái thời gian để cho phân nó hoai mục và chúng ta có thể dùng để bón cho lan được rồi. Nhất là cái mùa đó là cái mùa mà mầm lan hoàng thảo bắt đầu nảy mầm và phát triển. Khi chúng ta trộn xong thì các bạn có thể cho vào thùng kín đậy nắp lại, hoặc là chúng ta cho vào những cái túi ni lông nhỏ để gọn ở những cái góc vườn. Các bạn để nơi mát và tránh ánh nắng. Hiện tại thì cái phân hữu cơ sau khi ở dù ở dạng viên và gặp nước thì nó cũng đã tan ra một phần. Sau này dùng thì các bạn có thể bọc bằng những cái tấp rách hoặc là những cái miếng vải hoặc là những cái túi người ta bán sẵn. Và chúng ta đặt ở trên mặt chậu lan hoặc là cho vào giữa chậu để bón lót, đón những cái rễ khi mà cây lan phát triển. Để tránh ánh sáng thì chúng ta có thể dùng cái túi ni lông đen để bọc ra phía ngoài. Cái túi ni lông đen là nó hơi bị dễ rách nên là nếu mà chúng ta dùng mình cái túi đó thì nó cũng dễ bị rách, rơi vãi. Chúng ta nên để trong một cái túi nó bền hơn và bọc cái ni lông đen ở phía ngoài. Như vậy là chúng ta đã có những cái bịch phân được ủ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.